Dạ hello, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12, cũng gọi là đầu xuân năm mới, thì cửa hàng chúng em xin kính chúc toàn thể các quý khách hàng và các bác một năm mới bình an và mạnh khỏe các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay thì tổng cộng của chúng em gồm có 10 cây. Đó. Năm hết Tết đến rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng để cày một kiếm tí cơm để năm nay là có tí gọi như hoa đào với lại là bánh chưng để ăn Tết đúng không các bác? Đó, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích, thì các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhé. Và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn ạ, không cần phải cọc trước các bác nha. Chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em rất là nhiều các thương hiệu gồm Estin này, Humana các bác nhé, những dòng máy cưa Echo Curit, đó, Makita, Tananka, Echo, Komatsu, Hitachi các bác nhé. Và cửa hàng chúng em là đã chia bao gồm là hai hàng rồi. Hàng trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ về cho các bác sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về. Còn những hàng bên dưới này là những hàng cao cấp về cho các bác sử dụng khai thác tầm trung các bác nhé. Cắt đường kính khoảng tầm 35 phân, gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân, 40 phân đổ về các bác nhé. Đấy. Và hôm nay thì cả chúng đánh dấu là lô chữ P các bác nhỉ. Lô chữ P ạ, từ P1 này, P2 cho tới P10. Đó, các bác nào mà không xem video mà không biết hãng là con nào ấy ạ, thì chỉ cần đọc cho em cái mã P đây nhá. Cái mã mà em đã đánh dấu ở trên này này. Đó, các bác liên hệ, ví dụ các bác muốn chốt con này chẳng hạn, thì các bác đọc cho em cái mã là P1, chốt cho anh có P1 là cả chúng em biết ngay là các bác muốn đặt con này. Và giá là cả chúng em đã công khai hết ở trên này rồi các bác nhá. Đấy, trên từng con máy rồi. Đó, thì các bác và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển rồi và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rốt và một tô vít chỉnh. Đó, hôm nay thì cả chúng em gồm có Estin MS200 cực kỳ đẹp, xuất sắc, tình trạng như hoa hậu luôn các bác nhá. Đó, một con máy cưa Humana 36, công suất 36cc. Đó, khai thác tầm trung về sử dụng gia đình thì cực kỳ hợp lý, nòng đứng các bác nhá. Đó, một con máy cưa Echo Curit 37cc này. Đó, và một con máy cưa Echo Curit 35cc. Con này thì không có trợ lực, con này tích hợp xả áp ở đây. Và một con máy cưa Echo Curit 35cc, con này thì không có xả áp nhưng mà được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Đấy. Một con máy cưa Makita tích hợp chụp giật trợ lực về sử dụng gia đình, nhỏ nhẹ các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn, máy móc như sưu tầm luôn các bác nhá. Một con máy cưa, con này là dòng Tananka, cũng cực kỳ VIP, đẹp và chất lượng các bác nhá. Đó, một con máy cưa Komatsu G320 Echo Curit 3000, công suất 30cc. Một con máy cưa Hitachi nhỏ nhẹ về các bác sử dụng gia đình nữa. Đó, tổng cộng lô hôm nay được cả chúng em lên rất là nhiều loại các bác nhá, thoải mái cho các bác sự lựa chọn luôn. Đó, các bác nào ưng ý con nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một, cũng như là đo kích thước của độ dài của cây lam, cũng như là giới thiệu để cho các bác dễ dàng tham khảo qua các bác nhé. Dạ vâng, con máy đầu tiên là con P1 các bác nhé. Một con máy tình trạng như sưu tầm luôn các bác nhé. Một con máy cưa Estin MS200, nòng 40 ly, công suất của nó là 35cc. Con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhé. Đó, máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn, VIP xuất sắc, tình trạng như sưu tầm luôn các bác nhé. Các bác nhìn qua bộ chế này. Các bác nhìn con này xem là có thấy đẹp không ạ? Các bác chấm giúp cho em là con này xem nó là bao nhiêu điểm, các bác để dưới phần bình luận giúp cả chúng em các bác nhé. P1 con này thì cả chúng em bán với giá là 3.500.000. Đó. Máy cực VIP, cực đẹp luôn các bác nhá. Con này lam, con này để cửa hàng chúng em đo xem. Lam con này mặt cắt là được 37cm các bác nhá. Mặt cắt con này được 37cm ạ. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ A tới Z các bác nhá. Mặt tiền của nó đây ạ. Hình như cái mặt tiền này là lốc, nó là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn ạ. Mặt tiền của nó thì nước sơn thì nguyên zin nguyên bản, chưa hề có vết han gì hay là chảy xước gì các bác nhá. Và được tích hợp con này là có hàm rồng đầy đủ cho các bác luôn. Một máy cưa Estin MS200 đời cao, công suất của nó là 35cc, nòng 40 ly. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là P1 các bác nhá. Thank you.
P1 giá 3.500.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, tiếp đến là con P2. P2 là một con máy cưa Humana 36 các bác nhá. Con này thì nòng 40 ly, công suất của nó là 36cc. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Đó, máy móc tình trạng vẫn là nguyên zin nguyên bản, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá, mặt cắt được 40 phân ạ. Đó, máy móc chuẩn nguyên zin từ ATZ các bác nhá. Humana 36. Về cho các bác con này thì có thể cắt gỗ cũng đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Cửa hàng chúng em đã căn chỉnh test nổ dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. P2 giá 3 triệu đồng các bác nhá. Các bác nào chốt con này thì đọc cho em cái mã là P2 các bác nhá. Đó, một con máy cưa Humana 36. Dạ vâng, qua con P3 là một con máy cưa Echocurit 37cc nòng 40 ly các bác nhá. Con này không phải là 40 ly đâu mà nghĩ em phải tầm khoảng 41 ly gì đó. 37,7cc là nó. Một con máy cưa về con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35-37 phân thì cực kỳ hợp lý. Công suất con này là trong lô ngày hôm nay thì em nghĩ con này là công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi, 37,7cc các bác nhá. Và con này được tích hợp xả áp ở đây, giật cực kỳ nhẹ nhàng các bác nhá. P3 giá của nó là 3 triệu đồng một con máy cưa Echocurit. Thương hiệu này thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi các bác nhá. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này thì theo máy thì hơi ngắn, lam con này mặt cắt là được có 30 phân các bác nhá. À 35 phân mặt cắt. 35 phân mặt cắt cho con máy cưa P3 này các bác nhá. Mặt tiền lốc là lốc nhôm các bác nhá, lốc nhôm nòng đứng. Đó. Lam dài 35 phân, công suất thì cực kỳ lớn. Lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay các bác nhá. Echocurit thì thương hiệu này em nghĩ là có lẽ là nhiều các bác sử dụng được cũng biết. Hiệu thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng rồi, rất là nhiều các bác chuộng tiêu dùng và sử dụng. Một con máy cưa P3 giá 3 triệu đồng Echocurit. Máy móc căn chỉnh dọn nổ tất nổ, test nổ ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi các bác nhá. Dạ vâng, một con máy cưa P4. P4 cũng là một con thương hiệu Echocurit. Con này thì công suất của nó là 35cc các bác nhá. Nòng 38 ly, nòng là nòng đứng, tích hợp xả áp ở đây. Xả áp giật nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp là lam Latin các bác nhá. Lam Latin, lam tản nhiệt nguyên zin nguyên bản theo máy luôn các bác nhá. Đó. Lam Latin, lam tản nhiệt luôn ạ. Và hiện tại thì con này cả chúng em đang bán với giá là 3.050.000. Máy móc tình trạng đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, theo máy là lam Latin. Con này thì cực kỳ VIP và cực đẹp luôn, có núm bơm xăng phụ, có e gió tự động đầy đủ các bác nhá. Đó. Các bác nào mà thích lam Latin thì các bác lựa con này. Là con này mặt cắt là được 40 phân. Chiều dài cây lam mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Xích là xài xích mini. Đó. Cây lam Latin thì em nghĩ là hết chê rồi. Mm-hmm.
Dạ vâng, còn các bác nào mà thích chụp giật trợ lực một máy cưa ECHO Curie tiếp thì các bác lựa chọn cho em con P5 các bác nhá. Con này thì theo máy thì lam của nó mặt cắt thì nó là lam bánh xe. Đó, lam bánh xe. Mặt cắt con này được 35 phân các bác nhá. Cây lam này thì nó là lam bánh xe mà tích hợp của nó thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó, thì con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 900 ngàn. Giá đã bao gồm phí ship và miễn phí vận chuyển rồi. Tích hợp vẫn là hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13. Công suất 35cc. Con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp, nguyên zin nguyên bản từ đây ra. Thương hiệu của dòng ECHO thì tiếng nổ cây máy thì cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Giật rất là nhẹ nhàng, tiện lợi, dễ nổ, đến nữa linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng. Và thương hiệu của ECHO ấy thì cực kỳ lợi, tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá. Con P5 này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 9 này. Các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dạ vâng, thì bây giờ thì cửa hàng chúng em là đây là qua những mẫu máy cưa sử dụng hệ gia đình này. Các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít hoặc là cắt củi nấu rượu, cắt những cái gỗ là nhỏ thôi thì các bác lựa chọn phân khúc tầm như bây giờ các bác nhá, từ P6 đến P10. Đó, con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 25 phân đổ về, 20-25 phân. Một con máy cưa thương hiệu Makita nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Các bác nào mà hay cắt củi nấu rượu em thì lựa chọn con này, hoặc là các bác nào mà hay đi rẫy dọn vườn cắt cành đồ linh tinh, các bác sử dụng cho em những cái dòng máy cưa nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó, rất là tiện lợi, nhẹ nhàng, đôi khi các bác cầm cả ngày, cắt cả ngày không xi nhê gì luôn các bác nhá. Đó, con này thì công suất của nó là 33cc, tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Thương hiệu Makita thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá. Máy móc con này thì quá khá là đẹp luôn. Vẫn là có đầy đủ núm bơm xăng phụ, đầy đủ lam. Con này mặt cắt là được 35 phân. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi nhá. Một sợi xích mới tinh luôn các bác nhá. Đấy. Và giá tiền vẫn thế, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 200 ngàn. Cực VIP, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn. Dạ vâng, còn các bác nào mà kinh phí thấp một tí xíu nữa mà vẫn cần tìm cho mình một chiếc máy cưa xăng để sử dụng gia đình nhỏ nhẹ thì các bác tham khảo con này các bác nhé. Một mẫu máy cưa quốc dân Tananka, công suất vẫn là 33cc. Con này thì nó được không tích hợp chụp giật trợ lực nhưng mà nó được tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Lam vẫn là lam 35 phân mặt cắt các bác nhé. Và có điều đặc biệt, con này được tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần thân lam luôn. Đó, rất là tiện lợi. Thương hiệu Tananka, máy móc tình trạng đẹp như mới các bác nhá. Đây phần bô của nó này các bác. Nhìn như chưa hề có vết han gì gì luôn. Hôm nay lô máy ngày hôm nay thì 10 con đẹp như cả 10 luôn các bác nhá. 19 10 luôn ạ. Con nào cũng cực kỳ VIP và chất lượng. Giá cả lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1 triệu 900 ngàn cho một con máy cưa Tananka này. Về để cho các bác về sử dụng gia đình, cắt củ nấu rượu, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về.
Dạ vâng, một con tiếp là một con máy cưa Komatsu. Các bác nào mà đam mê thương hiệu Komatsu, em nghĩ thương hiệu này thì ở dưới ngả miền Tây thì các bác sử dụng rất là nhiều. Komatsu G320, con này con suất của nó là 32cc, cắt đường kính gỗ khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhé. Làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác nha. Mặt cắt được 30 phân, nhỏ nhẹ, giá lại cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1.800.000. Đó, một con máy cưa Komatsu nồi đồng cối đá. Con này thì linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là nhiều các bác nhá. Các bác không cần phải lăn tăn đến nữa, hỏng hóc linh kiện có không. Hai ốc lam, con này được tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Lam mặt cắt là được 30 phân, cắt đường kính gỗ khoảng tầm 25 phân đổ về thì quá là thoải mái luôn. Giá lại cực kỳ rẻ các bác nhá. Dạ vâng, con P9 là một con máy cưa Echo Curit tiếp. Con này thì công suất của nó là 30cc. Làm con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhé. Mặt cắt được 35 phân, thương hiệu Echo Curit. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, đầy đủ chức năng, núm bơm xăng phụ, đầy đủ linh kiện cho các bác. P9 con này thì giá của nó là 1.850.000 các bác nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Hitachi. Con này có lẽ là các bác hiện tại cửa hàng chúng em thì dòng này bán rất là chạy luôn các bác nhá. Đó, thương hiệu Hitachi cực kỳ nổi tiếng. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini, trên thị trường bán rất là nhiều. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và con này ấy, tiếng bô của nó, thương hiệu của con này thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Máy nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà tiếng nổ của cái máy nó cực kỳ rét, và cũng như là sử dụng nghe cái tiếng nổ của động cơ thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Đây, ok, chúng em xin phép giật cho các bác xem qua, nghe qua tiếng máy này. Dạ vâng, P10 con này là giá 1.900.000. Đó. Và vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ cũng như là giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích cực kỳ đẹp. Máy toàn những con như sưu tầm luôn các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào ấy ạ, thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em, các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con rồi đấy ạ. Và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên là cửa hàng chúng em ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hoặc các bác nào sử dụng, các bác nào có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác đặt qua cho Zalo cũng được nha, các bác nhắn tin qua Zalo cho cửa hàng chúng em là địa chỉ là cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Rồi các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.